nước súp của cơm mình hầm xương đó hả chị? Xương cái đó. Ngoài lớp da rồi tới cái lớp mỡ và tới cái lớp thịt ở bên trong, mình thấy rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị các bạn. Cái này mình bán cơm rồi vậy đó mà người ta mua thịt giò không, mình có bán không chị? Chị bán 100g 30, 100g 30 là 1kg 300 ngàn ha. Dạ. Đây chị sắp sẵn để lên mâm. Cái này là khách mua hộp đem về ha. Dạ. Một hộp như vậy là một bao gồm là 5 miếng thịt giò và dưa cải. Còn đây là cái quang cảnh của không gian quán nè cô chú anh chị các bạn, cũng khá là sạch sẽ và thoáng mát nha. Đây nè cô chú anh chị các bạn, thì trên mỗi cái bàn của chỗ quán đó thì người ta có để một cái rổ, trên cái rổ thì có muỗng, nĩa, đũa, người ta có để một cái khăn để cho đừng có bụi vô đó, đừng có bụi vô nhiều đó. Thì phía bên đây á là tâm nha, tâm là để riêng từng cây đây nè, tâm riêng từng cây chứ không có chung nguyên một ống tâm chung hết. Thì ở đây á chỗ quán có những cái cốc nhựa như thế này nè, cốc nhựa như thế này đó, để mình ai uống á thì lấy ra một chung riêng gì nè, chung riêng gì nè, có cái phích để sẵn trên mỗi bàn, bàn nào cũng có hết. Đó, bạn nào cũng có một cái phích như thế này hết. Thường em đi những cái quán khác á thì em sẽ thấy người ta sẽ để một cái thùng nước đá để uống chung. Còn nếu mà không có thùng nước đá thì người ta sẽ bán trà đá. Còn ở đây thì đặc biệt nha, cái này cũng là một cái điểm cộng của quán, là bây giờ là anh chủ quán á, hay là chị chủ quán gì đó, là để riêng ra như vậy. Thì ai uống là chỉ rót riêng ra thôi chứ không có uống chung. Đây là cô chú anh chị các bạn, phải gót riêng ra vậy đó. Thì ai uống là cứ gót ra uống, uống xong thì quăng cái ly vô thùng rác, có thùng rác mỗi bàn là mỗi có một cái thùng rác riêng luôn. Đây. Mến chào cô chú anh chị các bạn. Thì buổi trưa ngày hôm nay em đang có mặt tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang. Đây nè, em đang đứng trên con đường Hàm Nghi của phường Bình Khánh nè cô chú anh chị. Thì trong video hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái quán cơm mà cũng rất là đa dạng món luôn, có cơm phần và cơm tấm, cơm sườn luôn. Và đặc biệt ở đây là có một cái món cơm giò. Giò ở đây là giò heo đó cô chú anh chị và các bạn. Thì thường trước đây em biết là cũng như là giò heo người ta sẽ nấu những cái cũng như là hủ tiếu này kia kia nọ thôi, đồ nước thôi. Nhưng mà hôm nay ở quán này có cái quán cơm giò thì cũng khá là đặc biệt luôn. Thì em mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng đi vào bên trong quán để xem cơm giò ở đây chị chủ quán chế biến như thế nào nha. Ồ ở đây nè, quán là cô chú anh chị bạn cà phê giỏng luôn, có cà phê giỏng và máy lạnh cơm phần luôn. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nào chưa bấm đăng ký kênh đó thì có thể ủng hộ em bằng cách là nhấn đăng ký kênh, tặng cho em một like, để lại bình luận cũng như là chia sẻ video. Em cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ thì em sẽ đi vào bên phía bên trong để xem ở đây có bán những cái món cơm gì trong gì nha. Đây nè cô chú anh chị và các bạn, một cái tủ cơm của chị.
rất là đa dạng món luôn. Mình nhìn từ ở phía ngoài vô nè thì có thể thấy được những cái khay đồ ăn của chị đã chuẩn bị sẵn rồi. Ở đây có canh khổ qua nè, phía bên đây là tàu hủ gì vậy chị? À, tàu hủ dùng thịt mình kho à, tàu hủ dùng thịt kho. Cái món cơm giò của mình là giò heo của mình khề hay sao chị? Đúng rồi, khề. Dạ. Ồ, cũng khá là lạ ha. Ừ. Tại vì ở Long Xuyên em đi nhiều, cũng nhiều quán đó, thường là cơm tấm, cơm sườn không à. Mà ở đây mình có cái món cơm giò. Đây mình cũng có tấm sườn. Ồ, cái món đặc biệt là cũng như là ở quán mình là cơm giò ha. Tại em thấy cái bảng trên cái tủ để cơm giò kìa. Đúng rồi. Cũng khá là lạ. Một dĩa cơm giò như vậy là chị bán nhiêu? 30. À, 30. 5 miếng. Dạ. Cái này mình có học của ai không hay là mình tự sáng tạo ra chị? Tự sáng tạo. Dạ. Chị bán ở đây lâu chưa? Năm rồi đó. Ồ, một năm rồi à. Cái giò này vậy là mình khè trong vòng bao lâu? Tiếng rưỡi. Ồ, còn một tiếng rưỡi ha. Mình lột nước muối nữa. Mình lột nước muối 1 tiếng. Dạ. Ở ngoài lớp da rồi tới cái lớp mỡ và tới cái lớp thịt ở bên trong, mình thấy rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị các bạn. Cái này mình bán cơm rồi vậy đó mà người ta mua thịt giò không, mình có bán không chị? Chị bán 100g 30. À, 100g 30 là 1kg 300.000 ha. Dạ. Thì chị sắc sẵn để lên mâm để khách vô nó thì có liền, khỏi mất công phải đợi. Ngoài cơm giò ra thì ở đây cũng có cơm tấm, cơm sườn luôn hả chị? Đúng rồi, tấm sườn. Tấm sườn vậy là một dĩa mình bán nhiêu? Tấm sườn là 25. Tấm sườn 25, cơm giò là 30. Dạ. Ở đây em thấy có những cái khay đồ ăn nữa nè. Không biết là quán mình có bán cơm phần luôn hay sao chị? Cơm phần luôn. Dạ. Phần 25.000. Một phần 25.000 là bao gồm cái gì gì hả chị? Cuối cá gì nè, với tô súp. Dạ. Với gạo. Gà xào sơ ớt. Dạ. Thì một phần là bao gồm là cũng như một món đồ mặn. Đúng rồi. Ha, với lại là súp, một chén súp với một dĩa gạo là một phần 25.000. Dạ. Chỉ có giò thì 30 thôi. Chỉ có với giò là 30 thôi. Là 30. Giò với sườn cộng là 30 ha. Có giò cũng 30 luôn. Dạ. Còn ví dụ mà người ta muốn ăn thêm một món gì đó thì người ta thì 15.000 một món, món riêng đó ha. Cũng như người ta muốn ăn thêm một món canh hoặc là một món canh với kho đó thì cộng thêm 15.000. Khổ qua cũng 15.000 khúc. Dạ, khổ qua canh khổ qua cũng 15.000 khúc luôn cô chú anh chị các bạn. Đây chị gọt cái khoanh giò rất là hấp dẫn. Ở đây thì thường em thấy cơm tấm với cơm sườn nhiều. Ừ. Mà cơm giò thì nói chung là khá
khá là lạ. Chị bán đầu tiên đó. Dạ. Đầu tiên nha. Dạ. Cô chú anh chị bạn thấy ở ngoài cái lớp da, xong cứ tới cái lớp mỡ, tới cái lớp thịt sò ở phía trong. Wow. Cảm giác như có cảm giác như nó rất là mềm á. Chị cắt mà em thấy cái cảm giác vậy. Quán mình là bán nguyên ngày hay sao chị? 6 giờ sáng tới 9 giờ tối. Wow. Từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối luôn cô chú anh chị. Cái khay này là tàu hũ kho hả chị? Đúng rồi, tàu hũ dùng thịt. Còn cái khay ngay chân gốc này là gì? Cái này tép. Tép với ba lợi. Tép với ba lợi. Cái này tàu hũ còn cục gì là 25 ngàn. Cái cơm với cục. Cục như vậy đó là 25 ngàn. Với chén nước súp ha. Cơm. Còn cái món bên đây là gì? Gà. Gà sạch. À, gà xào ớt. Cái này cá bà sa kho. Cá bà sa kho. Còn cái bên đây là gì chị? Cái ngô à, cá ngô kho bầu. Cái này cá gì nè? Đó, ai ăn một phần gì đó là chị múc ra cái chảo và chị hâm nóng lên. Dạ. Hai hộp luôn đồ nha. Dạ. Nó ai kêu một phần gì đó thì chị sẽ lấy cái chảo nha. Nhỏ để chị hâm riêng ra cho nóng cho khách ăn cho nó ngon. Đây nè cô chú anh chị các bạn, một cái phần cá thì nó sẽ bao gồm một cái phần cơm. Một cái phần cơm thì bao gồm cái gì nè cô chú anh chị bạn, một dĩa cơm và một cái tàu hũ dồn thịt đó. Thì bên đây là người ta khách kêu thêm đó, là bên đây là cá chiên thêm. Thì một phần như vậy là 40 ngàn nè, là tại vì cái phần thêm cá 15 ngàn, còn phần bình thường thì 25 ngàn thôi. Cái này là mình làm sẵn để khách vô đông quá không kịp hả chị? Đúng rồi. Đó. Để đồ sẵn đó ha, rồi mình chỉ múc súp ra là được. Cái hai loại dưa là hai chị? Cái là dưa cải. À, còn cái kia là dưa mắm. Cái nhỏ này mình để 6 miếng. Là nếu mà miếng bự á thì chị sẽ để 5 miếng thịt sò. Đúng rồi. Nhưng mà hai nhỏ thì chị sẽ cho thêm một miếng ha. Đúng rồi. Dạ. Đây nè cô chú anh chị các bạn, thì nãy giờ em cũng có giới thiệu review cho cô chú anh chị các bạn là cái quán cơm giò của phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, An Giang đó. Ở đây em có kêu ra một dĩa cơm giò nè. Đó, một dĩa cơm như gì á là có giá là 30 ngàn. Đó, là thêm một chén súp. Thì trên bàn của quán á là có trang bị một cái hũ nước mắm cho mình luôn. Thì ai ăn bao nhiêu đó thì cứ dùng. Còn phía bên đây là cái gỗ muỗng đũa. Một điều mà em muốn chia sẻ với cô chú anh chị các bạn đó là cái gỗ muỗng đũa này, cái quán này em để ý là rất là chu đáo nha. Ở cái phần muỗng đũa nè có cái khăn là cũng như là che lại cho nó bớt bụi. Cái bên đây là có tăm sữa găng nha cô chú anh chị các bạn. Tăm sữa găng là mỗi một cây như vậy là riêng ra nha, không có để chung nha.
mỗi một cây tâm sẽ găng lại riêng ra như vậy nè. Đây là cái máy của bác của em nó bắt không được rồi nè, nó điên ra nha. Rồi phía bên đây thì em có để ý thấy là cái đây có một cái chung nhựa để mình uống nước đá đó. Đây nè, thường thì mình đi những cái quán khác thì em sẽ thấy những cái thùng nước đá để uống chung, còn nếu không có thùng nước đá thì người ta sẽ bán trà đá. Ở đây thì chủ quán có trang bị một cái chung riêng như vậy nè, chung riêng nha, ai uống thì cứ tự rót thôi chứ không có ấy. Trên mỗi cái bàn thì sẽ có một cái phích nước đá riêng như vậy. Đây nè, bàn nào cũng có phích nước đá riêng trên cô chú anh chị các bạn. Đây, trà đá miễn phí đó. Phía bên trong cũng có cà phê giỏng nữa cô chú anh chị. Đây nè, giờ này cũng có khách vô lai gai nè cô chú anh chị. Giờ này cũng đang gần tới giờ cao điểm rồi. Đây với cơm giò rất là hấp dẫn luôn. Giờ em chan nước mắm vô nha. Để em thử miếng cơm thôi. Cơm đây là quán bán cơm tấm luôn nè cô chú anh chị các bạn. Rất là vừa ăn luôn. Ở xanh nào? Đây là miếng thịt giò nè quý cô chú anh chị các bạn. Cảm giác nó rất là mềm luôn á. Rồi em mời cô chú anh chị các bạn nha. Rất là mềm luôn. Da hồi tới cái lớp mỡ, tới cái lớp thịt giò, rất là ngon.